Nhưng mà mưu dụt tử sắc ở bọc bà tích chân đài l... mà đọc bê ní kì miền ca sáng ngay sao dàng khlăng đài nâng nông tu sư vật chân nằm bọn mùa chân sập chọc tử kào mù cư bà tích chân ní chì bà tích mùi đài lkrei kro bà tu bây chì miền ca rộng đọc bà tích chết hay bà căn dọc nơi rộng bọc mà nô cùng vị chì cùng ní bạp mạng nì dùng hồi ca thư bạc đề vọt mùi đài miền ca phoan chân lòm đài thư aoi bà tích chân hay nâng miền ca slap mà nô đòi ất liên nâng tu rộp phật rộp sập liên nè vận tải cày pil đài miền ca cai tụm rung đài lục tên sau phim lục bàn thư bà đi vót này sẽ được cách mũi đài miền ca prachang đài san tê vị thi chỉ mũi năng lục máu đài chia nẹt bà đi vót đòi chân trai nước không được bỏ bà đi vót bắp thua bắp tê chân núc có liệt yếu nơi cấm đất nâng cấm ru từ tam lục ly quan du đài chia nội dụ rót mặt trời nâng chia sự tháp bên đất này bắp tê sừng hạ bờ rẫy đài ra hốt mà đòi pin này cứ miền hiệp khang cla từ lưu phái sẽ được cách hơi mình men chia với đại chỉ ca tu sơn nã đại ca du khơi như thế cứ chia cập nhật mỗi đại ca từ tu school từ đại lục tên sau phim đại lục cứ chia mình đúc chấm nhật sầm khăn bằng pot rồi bỏ lục mao sĩ tung hơi chia mình đúc tp đại vừa ao ca nom từ rồi bắt tay chân chia bắt tay mà hào lại sẽ được cách từ lưu bị phục lục đại chiên bị tp những ai khai từ chia mà sẽ được cách tì mỗi lưu xã rồi đập rách nước nông pi anh à cút khai phong đại là ní dương mộng mơ tạm đàn ẩm bì bởi vọt rồi bỏ lục tên sau phính đại lục bàn lực lao xa rập hiệp đại lục bàn chuộp cho môi năng lục Lý Quan Du lục Lý Quan Du cặp bất cứ chia ở tây tạng dụ rộn trái nâng chia sự thập đất này bởi tế sẵn hạ bởi rấy bàn tổ tuôn mô rộn nạp hiệp cả lục nơ dụ cao sập mùi chân nằm lục bàn đi chạ lục này tới đòi bằng xoal túc nơ kê chmô chia rốt bởi rõ đại bàn prai khlai sẵn hạ bởi rấy vì con có mùi đồ tốt nâng sàn kray kro ở khlai tư chia bởi tế đề miên bằng phót mùi nơ lưu bị phục lục có bằng tay mì đựng nôm bởi tế đồ tốt mùi ní mình trâm tại bàn bằng xoal túc nơ mô rộn đó đó bởi tế khuôn anh tập bằng nụ tế tại có bàn thua chưa cùng ru tự đó bằng đá bởi tế chỉ tràn phong đá chỉ bởi xe cứ mà hạ dạ chân lúc đi khoan dũ tự bàn kì xoal tha cứ chỉ mì đựng nôm đài bởi chăng tư nâng cho là nà cùng ní hai nước nông pi đại lục từ căn đầm này chia nội dụ rộn mặt trời sừng hạ bờ rẫy nâng chân cùng mình đi mình miến từ nhà từ nông ca tu nâng kia nội tì rồi hút tua tai đào chân năm một quan bồng bồi cầu sấp đại chỉ chân năm đại lục Lý Quan Du cho chân pi đầm này tứ sừng hạ bờ rẫy nâng xa thì là nã rót phải chia mình đặt chân bàn chuốc từ nhà từ nông ca tu nâng kia giang bình linh có bàn tay bà tu bay chỉ giang đi cả nói kỳ sự kiện khởi tha nơi bị cày pi đại lục Lý Quan Du từ tu mở nã phep rót tham bị ba nâng bẩn đáy sắp xài bộ đề miên phá lời cao bỏ chân và nôm khá cho ruộm rùm lệch túc rùm tiền lước sơ xa bị xa nạ đáy rồi bỏ lô priếp bàn tên nâng ca bắt bóng mê đặc nôm phá tòa khuôn rồi bỏ phá tế chân phong đài nếu khá nông xa rùm lệch túc bỏ nạ phiếp lúc Lý Quan Du mình trây nhẹ nôm bịa cử xuống ca bỏ tế chân bàn lược lang tha lúc Lý Quan Du cứ chỉ rốt bỏ rõ à gì đồ miên ẩn tập bồn phót nâng chỉ nẹ dứt tư xa mà nẹ đài dù chú bác tiàng phân nọt cầm đất rộng bóng ả dí tiàng chạc khu vi sai ân trả chiệt lúc bà thiên nít thập đây chân sư chí pinh vinh bàn lưu lang tha lô Lý Quan Du cứ chỉ mất chá rộng bóng bà chí chôn chân tám bất tư kê sừng kết khơi tha sừng hạ bà rây đài miên bà chí chôn bà hai trăm tài môi phía buồn nấy bà chí chôn rộng bóng thị krong bê căng cứ chỉ bà tì cùng ru môi rộng bóng chân hai lúc Lý Quan Du thuê thức bật tay chỉ nẹ và chăng tình nâng cho là nà của mình có bần tay miên tùm nẹ tùm nông giang là ơ bồm tiàng miên ở tập bồn giang khăn từ lưu mi đặc nguồm của mình chân rốt chắp tăng phí chân nằm một quân bồm rồi chất sắp bồm mùi nơi khăn nông bì đài sừng hạ bà rây nâng xa thì ra nạ rõ chì mình đặt chân nơi mình toàn chốp tùm nẹ tùm nông ca tụ nâng khăn nè lại phóng lúc Lý Quan Du bàn thuê đâm nào từ bà tế chân rồi hốt đo từ chiếng xàm sập lược ấy nó hỏi bán chuốc chỉ môi nâng mê đặc nôm cầm pù rồi bỏ bạc cùng nịch chân rộp chạp tăng bì mau xí tung rồi hốt đo đo mê đặc nôm chùm nôn cài cài mọc tiệt có bàn tay miên mê đặc nôm chân mùi rụ đại lục Lý Quan Du miên tùm nẹ tùm nông chất sạch chương kì hỏi đại tờ tù ẩn tờ pôl tràn chương kì bì lục Lý Quan Du núp cư lục tên sao phích đại chỉ tù tư tự bàn kì xoal tha chia bẫy đá nấy cầm nay tùm rung xê tờ cách để bàn nôm nơi phiếp rung rương mọc oi bà tích chân rồi hốt mà đo sọc ngày này lục Lý Quan Du bàn chuốc chỉ môi nâng lục tên sao phích
Nơi không ẩm lông đâm nào tu sinh ạ cách lực tìm mùi rồi bỏ lô. Từ căn bà tế chân nơi không chân nằm mùi bọn bọn rồi chất sắp bẩm mùi. Hãy bì chân nằm cõi bọc cư nơi khai vệ chất ca chân nằm mùi bọn bọn rồi chất sắp bẩm bây. Bốn cư mùi khai bôn bêl để chân chắp đàm thư gầm nay tầm rung xê tạ cách lục tên sao phình. Bạn thư đâm nào tử chụp năng lục lý khoan dũ đòi sẵn hạ bờ rây tại mặt đòn. Nơi không ẩm lông châm nụp tiếng này hỏi. Đại mỹ đặc nôm tạc bì bàn thị chết bắt đọc đồ dụ bọt khí nìa. Nâng xoay nhu tù bình tâm ốc chỉ bị xe cư lục tên sao phình. Đại bàn xoay nhu ẩm bì chụp chê này dụ bài xe tạc cách rồi bỏ lục lý khoan dũ lục. Khoi khoi mộc tiền lục tên sao phình. Thu lọc bàn ác áng tha nơi không ạ chìm dụ bài rồi bỏ lục. Miễn tài lục Lý Quan Du mà nẹ tài bản nọc, đại lục chát tục chìa cụ phụ tỏa khuôn, nơi chú phụ mục mân trầy bạc cô mân chân, lục tên sao phình. Có tài anh tài lược dốc cả rần này sân hạ bò rây nế đáy đám bay chịu tì hó, nâng tiện là hay co đám bay chùm rích ở miền cầm này tâm rung nơi nông phụ tế chân cô mân nô. Tâm rạp lục tên sao phình, chúc chây này nè dụ bài rồi bỏ lục Lý Quan Du nơi sân hạ bò rây, cứ chìa cầm rù, mỗi bằng hai anh tha kê ách. Vừa cầm nay tầm rung, bác chùm hoa xe tạc cách đòi prai khlai xe tạc cách phai nạc ca. Từ chia xe tạc cách tìm xa xe rây bạp mù lực thôn này dùng. Vừa ở xe tạc cách miền cầm nàng khắp vua. Ở bằng cao nơi cầm rật chi và phiếp rồi bọc bạc chi chun bán. Tại rẽ xa bán nơi rồi bóp nơi dụ bài đã tăng răng tạm bạp của mình tử bình. Nơi khai thân ưu chân nằm mùi bọn 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 bạn chấp đa âm án vọt nơi cầm nay tâm rung xì chìm rơ từ lưu nơi dụ bài xe tạc cách chân. Cầm nay tâm rung đại thư áo y xe tạc cách chân miên cầm nàng khu vô. Chụp chìa bà chăm rà hốt khlai tư chìa mà hào âm nay xe tạc cách bị phục lúc nơi khu nông bìl bạch bọn này. Rác âm pi nơi dụ bài xe tạc cách bà cọp đòi phiếp chục chì. Mì đất nôm chân bàn ca chấp rõm chì bì xe. Từ lưu tu sân ạ vị chìa nơi dụ bài rà bò lục Lý Quan Du. Để chưa tha cú ca và chìa thập tay nâng sức mân ốc. Tạm bạp lúc khẳng lệch cư chìa cú ca đòi bạp bây xâm rạp lúc khẳng lệch. Tại kì mân ai châm lòng dọc mộc ạ nà vọt nơi ạ dì bàn đục tì. Bị bố tha ạ dì miên lẹ cân ạ bì xe rạp bọ ạ dì. Chùm lúc này hai trực bàn tì phía nạng nghe xa bò đà miên chân xin hùa. Thứ ca cót xâm quà l nơi khả nông bọt vị trà rà nạ kà tha kà l bì thay chăn. Đòi lực là ông tha lúc Lý Quan Du bàn ạ bì vọt rà tì sân hạ bò rây bà cọp tà đòi chục chí rà hốt tà tù l bàn nơi ca sạp sạch anh bị phục lục tương mù. Hai sân hạ bò rây ai xâm rách bàn nơi chục chí ní. Đòi xa tay sân hạ bò rây mân châm lòng tam bà tì lúc khẳng lệch. Tiếng sông nụ tì, tôi tư vinh sân hạ bò rây trục trai phơ đá đời khuôn ai. Đòi chú bách dốc nơi chùm đích lăng bì lục khẳng lệch nâng lẹ cà nạng bì xếp tòa khuôn rồi bỏ lục phong đài. Chùm đích xâm khăn môi tiết đài kê mần trời mưa rùm lông. Lục Lý Quan Du thuây tư bất tài chì mê đức nôm đài bà canh dốc nơi rồi biếp cục cồn bài bạch ca. Bỏ bàn tài chì mê đức nôm đài bạch ca đài kích ông bì phòl bà giáo chiết chì thông. Cứ khóc bì mê đức nôm bạch ca nơi tam bà đà bà tì on thoi chì chả. Đài đọc đáp ông nai đang bày dốc tư bàm ra phòl bà giáo tòa khuôn nâng cồm cửa xa rồi bọc khuôn bạc bụ rồi bọc khuôn đô. Bạn này cứ chìa bài ca môi đài lực làng đòi xa bò rà miên tùm liê đăng ca bất tư ở lục tên sao phình. Đài kì sqol tha cứ chìa mê đặc nòm chùm nòn cao. Rưu có chặt tốc tha chìa mê đặc nòm nơi khăn chùm nòn rà bò lục mạng sĩ tùng. Bạn tay lô ca lô cứ lục mần miên ổng nách nơi khăn ca đặc nòm các bàn mà xin chừng ổn đòi luôn ai như tê cứ thả trâu chlòng cắt mà nông mần nẹ. Cứ lúc mai sĩ tùng đại chìa bà thiên đi tập đây đồ miên ổng nách hay có chìa mê bạ đề vọt sẽ thắp bằng đất này bạ đề vọt của mình bà tế chân đại đua lùng lùng rồi bò xa thiên ả rọt rồi bò bà tế chân hay cực cồng ổng nách nơi nông tư cồng bê càng ní dàng nà cả đói cứ ca to su viên mạng đôi chìa ca thư nơi dụ bài xe thật cạch viên bẹp bọn tràn giang đại bà tế chân thuộc rông nơi phong lùng bạ. Lưu bị xây xe tư cách đòi xa tại bà tế chân bà tế môi đài mần tuôn miền ca tờ tuôn sqol bị ơn trả chiết đòi xa tại ca thư xung kriêm bằng đành rồi bọc môn chánh rồi bọc môn đài chỉ rồi bọc sọc cho bạc tí bí tùm nhạc tùm nông phần này ơn trả chiết bên đây chắc cảm xinh xe cứ bà tế chân mần tuôn miền bọt bì sao còn tại chỉ mần úc đại căn ở bút hai chùm nách tưởng ơn ý cứ chỉ chùm nách sau mùi đài chùm nách xâm khăn bằng phót nút cứ trâu tài miên tùm nẹ tùm nông là o chùm mùi nâng bà đà bà tì. Chùm mùi là thun nè dù đưa co bà đà bà tì đài miên bọt bì sao tì lưu ca cục rong xe tạc cách. Tụ bây chìa miên ca lực làng tràn bẹp bọn chùm mùi nâng lục tên sọc hình. Đài lục chọn chìa diêm thư cầm này tùm rung đòi đọ cháu rưu co bàn thoi cháu nâng khăn ông ở vây đài lục mạc sĩ tông hào thà bà đề vọt bà bà thô. Đòi dục mà nô cung vị chìa ni, dục mà cục cồng nô cô, cục cồng bà tế chân, đại thư ai bà tế chân cư mình tự tu bàn nơi xe tạc cách lõ chụp nơi
គ្រោះទូរភ័ក្រហត់ស្បៀងអាហារព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រើដោយកម្លាំងកាយគឺបាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបលាននាក់ហើយការលើកឡើងរបស់លោកទេងសុភីងក៏ត្រូវបានលោកម៉ៅស៊ីតុងធ្លាប់ដកនៅសេចក្តីទុកចិត្តហើយនឹងបណ្តេញលោកចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំហើយទៅនៅជនបទធ្វើជាកម្មករអស់រយៈពេល4-5ឆ្នាំ ហើយក្រោយមកភាពទាល់ច្រកនៅក្នុងលោកម៉ៅក៏បានទទួលស្គាល់មកវិញនៅអ្វីដែលជាគំនិតចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ទៅរករបៀបទីផ្សារសេរីដែលវាជាអ្វីដែលលោកម៉ៅស្អប់ឬតែពាក្យគេហៅសេរីមូលធននិយមគឺក្រុមបដិវត្តកុម្មុយនីសមិនត្រូវការជាមួយនោះទេចឹងហើយសុកចិត្តដាច់ពោះសុកចិត្តសេដ្ឋកិច្ចក្រៀមក្រោះខ្សោះខ្លួនប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺនៅតែពឹងទៅលើលោកទេងសោភីងដែលជាមនុស្សកំណែទម្រង់ដែលលោកបានប្រើនៅទ្រឹស្ដីមួយ
ការនេះជាដៃគូមិនមែនចេះតែស្រួលស្រួលទេពីព្រោះថាត្រូវទៀមទានៅមេរៀនជាគំរូមួយដែលយើងហៅសម័យបច្ចុប្បន្នថាអាយដលគឺលោកតេងសៅភីងបានយកលោកលីខ្វាន់យូធ្វើជាគ្រូដើម្បីរៀបចំស្រុកទីនិងរៀបចំនឹងសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រព័ន្ធសេរីប៉ុន្តែបែបប្រទេសចិនដូចជាលោកលីខ្វាន់យូយករបៀបគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីប៉ុន្តែបែបសិង្ហបុរីចឹងហើយបានជាចំណុចសំខាន់ៗទាំងអស់នេះ ត្រូវបានរំលោះចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនដោយចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនអំពីលោកសេរីក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលចាក់បង្ហូរទៅដោយលោកលីខ្វាន់យូហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនបានបើកទូលាយនៅគ្រប់មជ្ឈបាយឬក៏គេហៅថាទីផ្សារជើងមេឃធ្វើឲ្យប្រទេសចិនរីកចម្រើនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសូមរំលឹកផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 60 ក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីយកជាគំរូផងដែរដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសម័យកាលនោះ ហើយសិង្ហបុរីទើបតែជាប្រទេសដែលទើបតែផ្ដាច់ខ្លួនពីម៉ាឡេស៊ីហើយក៏ជាប្រទេសក្រីក្រគ្មានទីពឹងក៏ច្រើនមកសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ហើយយកគំរូនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជារាជធានីនិងក្រុងតាមបែបប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺលោកលីខ្វាន់យូបានទទួលស្គាល់នូវស្នាលប្រហោះរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលលោកនៅកាន់អំណាច ជាប្រទេសអភិក្រិតដែលមានសន្តិភាពដល់5ឆ្នាំគឺធ្វើការកសាងប្រទេសបានច្រើនហើយចំណុចទាំងអស់នេះក្រោយមកដោយកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមហើយប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានសំងំដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏คล้ายទៅជាប្រទេសរីកចម្រើនហើយក៏មកផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 90 ផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចបើសិនជាអាចរកនៅចំណុចពិសេសនៅក្នុងការធ្វើ
vậy đại lục ban được lắng đôi chi mình trai là bao lục đôi chi lục gu chọc tông ý chị đào có ban đo nơi cùng ru môi chấm nuôn rư có dục bò môi chấm nuôn đòi ao cầm chi nắng thưa luôn ở sát chỉ bị xét cứ từ lư propon này cả cột cong bài nghi nghi còn tai mắt chót hay chỉ bị xét nóng cứ ở vậy đại cầm chi miến cứ ăn đông rai này bị xây tê cho đại bộ môi lui ban tràn đòi mình bạch chấm nai lui rập thưa đam tuân clang clang nô tê cứ thả bà cầm chi ai ប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មានការរីកចម្រើនហើយក៏គួរតែផ្ដល់នៅមេរៀននៅក្នុងអ្វីដែលប្រសង់កពួរបានធ្វើដូចជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតម្លាភាពហើយនឹងផ្នែកការបើកទីផ្សារសេរីនិងតាមបែបអ្វីដែលកម្ពុជាមានហើយនឹងគំរូរបស់កម្ពុជាដោយមិនគួរយកទាំងស្រុងមរយភាគរយទៅតាមប្រទេសណាមួយដែលជាប្រទេសប្រកាន់នៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យឬក៏កុម្មុយនីសទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះ
đòi mình chôn từ nông phạm sinh quan rư có ca vô thiên á mối đại thua ai ăn trai từ lưu xoắn từ phía bọc luôn tì và xung ở quân.